Kính thưa quý vị, giải thưởng của Hiệp hội Bình phẩm Critics Choice, Leonardo DiCaprio, Brie Larson và bộ phim Spotlight đã là những người thắng giải hàng đầu tại lễ trao giải Critics Choice hàng năm lần thứ 21 của Hiệp hội các nhà bình phẩm. Spotlight, vốn đã nhận được một đề cử của Oscar cho phim hay nhất, được chọn bởi 250 thành viên của tổ chức Broadcast Film Critics, là nhóm của các nhà bình phẩm lớn nhất tại Hoa Kỳ và Canada. Phim này kể về câu chuyện của tờ báo Boston Globe khi họ điều tra về lạm dụng tình dục trẻ em bởi các linh mục công giáo, cũng nhận được giải đoàn diễn viên và bản kịch phim hay nhất. Các nhà bình phẩm cũng vinh danh Leonardo DiCaprio với giải nam diễn viên chính xuất sắc cho vai diễn của anh trong The Revenant. DiCaprio cũng thắng một giải quả cầu vàng và nhận được đề cử thứ 5 của Oscar cho vai trò này. Ngôi sao đăng lên Brie Larson thắng giải nữ diễn viên chính xuất sắc cho vai diễn là một phụ nữ trẻ bị bắt giữ trong nhiều năm với một con trai nhỏ trong phim Room. Cô cũng được đề cử một giải Oscar cho vai diễn này. Giải diễn viên phụ về tài của Sylvester Stallone cho vai diễn trong phim Creed và Alicia Vikander cho vai diễn trong The Danish Girl. Phim The Big Short thắng giải phim hài xuất sắc và Kristen Bell thắng giải nam diễn viên chính hay nhất cho vai diễn trong phim này của anh.